Xin kính chào tất cả mọi người. Lời đầu tiên, ban tổ chức xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới tất cả các quý vị khán giả đã theo dõi và ủng hộ chị em Song Mỹ trên khắp mọi miền Tổ quốc. Sau khi cuộc thi Hát Then lần thứ 3 kết thúc tốt đẹp, chắc hẳn rất nhiều quý vị khán giả đã miệt mài tập luyện với mong muốn được thể hiện, được giao lưu niềm đam mê hát then là tính với tất cả mọi người. Chính vì vậy, ban tổ chức đã quyết định tổ chức cuộc thi Hát Dân Ca Dân Tộc Tài Nùng lần thứ 4 cho tất cả mọi người. Thể lệ cuộc thi như sau, chủ đề là các bài hát then, phong sư, lượn, còi khắp. Tất cả mọi người đều có thể tham gia, không giới hạn độ tuổi, giới tính và dân tộc. Mọi người sẽ quay video hát then của mình, sau đó gửi vào phần tin nhắn trên trang Facebook Hát Then Đàn Tính Hà Nội. Sau đó ban tổ chức sẽ tổng hợp lại và đăng lên trang cùng một lúc. Sự lưu ý, video dự thi phải là video mới và chưa từng được đăng tải trên các trang mạng xã hội khác. Cuộc thi lần này sẽ chia ra làm 3 vòng. Vòng 1 là vòng loại. Ban tổ chức sẽ nhận 40 bài dự thi được gửi tới ban tổ chức sớm nhất. Lưu ý, ưu tiên những thí sinh mặc trang phục dân tộc, quay video rõ ràng, khung hình đẹp. Vòng 2 là vòng tăng tốc. 20 bài dự thi có số lượt xem cao nhất hoặc những video nhận được sự đánh giá cao về kỹ năng đàn hát từ ban cố vấn của cuộc thi thì sẽ được vào vòng 2. Và cuối cùng là vòng thứ 3, đó là vòng chung kết. Tương tự như vòng 2, 5 bài dự thi có nhiều lượt xem và hay nhất sẽ bước vào vòng chung kết. Sau khi bước vào vòng chung kết, ban tổ chức sẽ chọn ra 3 bài dự thi có số lượt xem cao nhất và nhận được sự đánh giá cao từ ban cố vấn của cuộc thi là những người có chuyên môn trình độ đánh giá các bài dự thi. Một cách khách quan nhất thì sẽ giành được giải thưởng cao nhất của cuộc thi. Giải nhất là 3.500.000 đồng cùng với 1 kỷ niệm chương. Giải nhì là 2.500.000 đồng cùng với 1 kỷ niệm chương. Còn giải ba là 1.500.000 đồng cùng với 1 kỷ niệm chương. Thời gian nhận video vòng 1 bắt đầu từ ngày 25 tháng 11 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2023. Ban tổ chức xin kính mời tất cả mọi người cùng tham gia cuộc thi hát dân ca dân tộc Tày Nùng lần thứ 4. Thông tin và diễn biến cuộc thi, ban tổ chức sẽ cập nhật liên tục trên trang Facebook Hát Then Đàn Tính Hà Nội. Nếu có thắc mắc, mọi người xin liên hệ qua số điện thoại 0868 280091 hoặc nhắn tin vào trang Facebook Hát Then Đàn Tính Hà Nội để giải đáp mọi thắc mắc. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.